Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12 tháng 6 cho biết, nước này xác nhận Triều Tiên đã hoàn tất chuyển vũ khí, trong đó có rocket và tên lửa, cho tập đoàn quân sự tư nhân Nga vào tháng 11 năm 2022, bất chấp Bình Nhưỡng nhiều lần phủ nhận thông tin. Đồng thời bày tỏ lo ngại rằng Triều Tiên đang lên kế hoạch cung cấp thêm thiết bị quân sự cho Nga. Bình luận được đưa ra sau khi lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác chiến lược giữa Triều Tiên và Nga, đồng thời nhận định quan hệ hữu nghị song phương là tài sản chiến lược quý giá. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, Triều Tiên củng cố mối quan hệ và bày tỏ ủng hộ Nga. Triều Tiên cáo buộc hành vi độc đoán và bá quyền của Mỹ và phương Tây là nguyên nhân khiến xung đột bùng phát.